Những người Mỹ ở đây chỉ nói tiếng Nga, và họ chỉ phản hồi với những tên gọi bằng tiếng Nga. Christina. Học ngôn ngữ kiểu này giúp sinh viên Mỹ đạt tiến bộ chỉ trong vài tuần với môn tiếng Nga. Và với những giáo viên Mỹ dạy tiếng Nga, đây là cơ hội để gặp gỡ đồng nghiệp và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ. Đây là một trong nhiều khóa học ngoại ngữ thuộc StarTalk, một chương trình được mở trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush như một phần của chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, Hindi, Ba Tư và tiếng Nga được coi là các ngoại ngữ tối cần thiết. Tôi mới mua một chiếc bánh cookie bằng tiếng Nga. Ông Charles Bird, giáo sư tiếng Nga tại Đại học Georgia và là một người tham gia chương trình StarTalk, cho biết sinh viên Mỹ thích học tiếng Nga, nhưng nhiều người thấy khó học và khó vận dụng tốt ngôn ngữ này. Với bản thân ông Bird, tiếng Nga từng là trái cấm. Cha mẹ tôi là những nhà ngoại giao Mỹ và họ luôn muốn đến nước Nga, nhưng họ không đi được. Vì họ đã không thể đến nước Nga, nên tôi luôn muốn đến đó. Tôi còn nhớ trong suốt thời thơ ấu, tôi thường nghe về đế chế tội ác. Tôi đã luôn ấn tượng rằng nước Nga là một câu đố bí ẩn. Anh Joseph Duran, 19 tuổi, đã từng đến Nga. Anh cho biết đã ăn món súp củ cải 7 lần một tuần và đi bộ dọc sông Volga, một biểu tượng của văn hóa Nga. Ở StarTalk, Duran là một trợ giảng. Các sinh viên gọi anh theo kiểu Nga, Joseph Timofeyev. Tôi yêu văn hóa, ngôn ngữ Nga. Tôi thích đọc văn học cổ điển Nga. Đây là một ngôn ngữ thú vị. Người Nga rất thân thiện. Tôi yêu những cơ hội mở ra cho mình bởi vì tôi biết tiếng Nga. Bà Betsy Sandstrom, giám đốc chương trình khám phá nước Nga tại StarTalk cho biết, đối với nhiều sinh viên, học một ngoại ngữ là bước quan trọng đầu tiên cho nghề nghiệp của họ trong tương lai. Họ có những mối quan tâm khác nhau. Có người muốn trở thành giáo viên tiếng Nga, người khác lại muốn trở thành chính trị gia. Kiến thức về bất cứ ngoại ngữ nào đều cần thiết, và Nga là nước lớn nhất trên thế giới. Theo tạp chí Forbes, tiếng Nga nằm trong số 10 ngôn ngữ phổ biến nhất đối với sinh viên Mỹ.